Có một luật chơi như sau, nghĩa là các bạn sẽ trả lời 5 câu hỏi. Và nếu các bạn trả lời đúng hết cả 5 câu thì các bạn sẽ có ngay phần thưởng là 500.000. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Chào mừng các bạn đã đến với series Hiểu Nhật Bản cực đơn giản của Jellyfit Việt Nam. Các bạn có thể giới thiệu qua về bản thân mình không ạ? Em là Mila, năm nay em 20 tuổi. Thì hiện tại em đang là sinh viên năm 3 của khoa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Ok, còn bạn? Dạ, hajimemashite, watashi wa Ling desu. Kotoshi wa 18 desu. Khai phong kara kimashita. Yoroshiku. Ok, thế chúng mình bắt đầu luôn nhá. Vâng. Câu hỏi đầu tiên, ngọn núi cao nhất Nhật Bản là ngọn núi nào? Núi Fuji. Vâng, một câu trả lời rất chính xác ạ. Hỏi thứ hai, Nhật Bản là quốc gia thuộc khu vực nào của châu Á? Đông Á. Các bạn thắc chưa? Are you sure about that? Câu trả lời cuối cùng là Đông Á. Một câu trả lời rất chính xác ạ. Câu thứ ba nhá. Lễ hội chào mừng năm mới của Nhật Bản có tên là gì? Lễ hội Osogatsu. Vâng, hoàn toàn chính xác ạ. Câu hỏi thứ tư. Hàng năm có bao nhiêu kỳ nhập học cho du học sinh Nhật và là những tháng nào? Có phải là hai dịp không? Hai dịp là những dịp nào ạ? Tháng 4 và tháng 10 ạ. Tháng 4 và tháng 10. Bạn có câu trả lời nào khác không ạ? Em cũng đáp án giống bạn. Đáp án giống bạn. Đáp án của chúng ta là 4 kỳ. Kỳ tháng 4 và tháng 10 là kỳ nhập học chính. Còn 2 kỳ còn lại là tháng 1 và tháng 7. Rất tiếc là hai bạn đã trả lời sai ở câu hỏi này. Mình xin phép gửi tặng bạn món quà của Jellyfit. Ok, đây với lại hai móc khóa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn có thể giới thiệu qua về bản thân mình không ạ? Mình là Hồng Hạnh, sinh viên năm 3 khoa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản trường Đại học Ngoại ngữ. Only you. Mình bắt đầu luôn nhá. Ok ạ. Bạn đã sẵn sàng chưa? Ok ạ. Câu hỏi đầu tiên. Ở Nhật Bản, tinh thần võ sĩ đạo được thể hiện qua biểu tượng nào? Sumo. Á? Sumo, bạn chắc chưa? Samurai. Võ sĩ đạo đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Samurai. Một câu trả lời hoàn toàn đúng ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Hình tròn màu đỏ trên quốc kỳ Nhật Bản tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng cho mặt trời. Rất nhanh. Vâng, rất nhanh và rất chính xác ạ. Ok, đến câu thứ 3. Ngày lễ thiếu nhi ở Nhật còn được gọi là gì? Có tên gọi là gì? Tên thì có lẽ là Kodomo-no-hi. Kodomo-no-hi. Bạn có biết là biểu tượng của ngày đấy thì người ta thường hay treo gì không? Treo cá, cờ cá coi. Ok, rất chính xác. Mình sẽ đến với câu thứ 4. Bạn hãy giải thích cho mình sự khác nhau giữa COE và visa. COE thì là tư cách lưu trú ở Nhật Bản, còn visa thì là một loại giấy tờ mình cần phải xin khi đi ra nước ngoài. Những nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Mỹ thì Việt Nam mình đều cần phải xin visa. Ok, một câu trả lời cũng khá là chính xác. Và mình sẽ cung cấp thêm thông tin cho các bạn. Nghĩa là thứ nhất, COE là do Cục Xuất Nhập Cảnh Nhật Bản cấp, còn visa là do Đại sứ quán Nhật Bản cung cấp. Thứ hai là COE cho phép người nước ngoài ở lại Nhật một cách hợp pháp trong một khoảng thời gian nhất định. Và visa thì là cho phép người nước ngoài được nhập và xuất cảnh vào Nhật Bản trong một thời gian nào đó. Bạn sẵn sàng trả lời câu thứ 5 chưa? Câu trả lời mang giá trị 500.000. Chúng ta không treo Google nhá. Câu hỏi thứ 5. Có bao nhiêu trường đại học tại Nhật? Bao gồm cả tất cả các trường. Câu này thì nhưng mà mình đoán thôi nhá. Đoán đi. Là 164 trường. 164 trường. Nhiều hơn ạ. Nhiều hơn ạ. Thế là 201 trường. Trường đại học tại Nhật theo thống kê là có 795 trường. Wow. Bao gồm tất cả quốc lập, cả công lập và cả tư thục. Rất tiếc là bạn không thể vượt qua câu hỏi số 5 này. Cảm ơn bạn. Jellyfit có một món quà tặng cho bạn. Vâng, mình cảm ơn ạ. Rất cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không ạ? Em là Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh viên năm 3 khoa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản trường Đại học Ngoại ngữ ạ. Ok. Em là Thảo Nguyên, là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại ngữ ngành tiếng Nhật ạ. Ok. Các bạn đến từ đâu ạ? Em đến từ Hà Nội ạ. Em cũng Hà Nội ạ. Đây là Hà Nội, xin của tao. Sao cơ. Ok, mình sẽ bắt đầu câu hỏi luôn nhá. Các bạn đã rõ luật chơi rồi đúng không ạ? Vâng. Câu hỏi đầu tiên. Quốc khánh của Nhật Bản hay còn gọi là ngày kỷ niệm kiến quốc là ngày bao nhiêu? Xin chuyển câu khác à? Ok. Câu hỏi thứ hai. Nhật Bản có đường biên giới trên đất liền tiếp giáp với đất nước nào sau đây? Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên hay không đất nước nào? Theo em là không đất nước nào. Vì sao, bạn có thể giải thích không ạ? Tại vì Nhật Bản là quốc đảo ạ.
Vâng, đúng là như vậy ạ. À, vì Nhật Bản là tập hợp của hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, thì xung quanh Nhật Bản sẽ không có đường biên giới trên đất liền. Câu hỏi thứ ba, có bao nhiêu trường cao đẳng tại Nhật? Vậy cứ thoải mái đi ạ. 97 trường ạ. 97 trường, mình có thể đoán cao hơn đi ạ. Em nghĩ là tầm 329 trường. 329 trường, vâng, một con số rất sát. Và nó nằm trong khoảng cộng trừ 10 nên là câu trả lời được chấp nhận. Trường cao đẳng tại Nhật là 323 trường, gồm 17 trường công lập và 306 trường tư thục. Bạn quá giỏi ạ, hack rồi. Để cùng đến với câu hỏi thứ 5. Vừa rồi chúng ta đã hỏi về trường cao đẳng, thì bây giờ câu hỏi thứ 5 là có bao nhiêu trường đại học tại Nhật Bản? Mời các bạn. Em đoán là tầm 200 trường. 200 trường, cao hơn đi ạ. Chắc tầm 800 trường ạ. 800 trường. Em nghĩ là môi trường học tập ở Nhật Bản rất là nhiều cơ hội cho du học sinh, nên là em nghĩ là các trường ở đại học ở Nhật Bản sẽ được thành lập rất là nhiều, nên là em đoán là con số đấy. Wow. Đáp án là 795 trường. Bạn đã trả lời rất sát với thực tế và câu trả lời của bạn là có cơ sở. Nhưng mà rất tiếc là câu trả lời đầu tiên của các bạn đã không chính xác, mặc dù những câu sau các bạn đã trả lời rất tốt. Thì mình có món quà dành cho các bạn. Mình gửi tặng các bạn phần quà từ Jellyfish Việt Nam. Ok, đây các bạn. Như vậy, các bạn sinh viên trường ULIT đã hơi thiếu may mắn trong series lần này. Các bạn muốn chúng mình đi đến trường đại học nào tiếp theo? Comment ngay phía dưới nhé. Jellyfish Việt Nam, du học chọn uy tín, chọn Jellyfish.